Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với kênh YouTube của công ty trách nhiệm hạn điện công nghiệp Himelo. Công ty trách nhiệm hạn điện công nghiệp Himelo là đơn vị chuyên cung cấp các sản phẩm sứ đỡ thanh cái trung thế, sứ cách điện trung thế điện áp từ 3,6 kV đến 36 kV. Hôm nay chúng tôi sẽ review cho quý vị các bạn một dòng sản phẩm sứ đỡ thanh cái trung thế. Sứ 12 kV. Đây sản phẩm sứ mã CG5 95 x 120 nhân 95 x 130 12 kV. Đây là sản phẩm sứ đỡ thanh cái trung thế, nhưng mà đây là không phải là sứ đỡ thanh cái trung thế thông thường, mà đây là một loại sứ đỡ thanh cái trung thế. Nó kèm theo cái bộ, kèm theo cái chức năng phát hiện điện áp, hay là cái bộ kèm theo nó, hay nó còn gọi là sứ tụ, sứ tụ, sứ phân áp hay sứ chia áp. Đấy. Đấy, sứ này thì nó có thêm một cái bu lông ở đây để mà bắt cái dây đưa tín hiệu điện áp đi ra bộ cảnh báo, bộ gọi là bộ cảnh báo phe hay là bộ phát hiện điện áp. Đấy. Sứ này với kích thước là chiều cao của nó là 100 12 kV, nó là 100 130 140. Chiều cao là 130. 130 mm. Đường kính thân sứ là 60 mm. Đường kính thân sứ là 60 mm. Với đầu trên bắt giữ đỡ thanh cái nó có 3 lỗ, một cái lỗ chính và 2 lỗ phụ. Thì cái lỗ chính này của nó là sử dụng bu lông M10, còn 2 cái lỗ phụ này là 2 cái lỗ bu lông M8. Thì cái thanh cái mình sẽ được bắt cố định vào cái phần lỗ giữa này, còn 2 cái lỗ hai bên này là 2 cái lỗ để mà làm gọi là định vị vị trí thanh cái để cho tránh xê dịch. Phần dưới này thì nó có một lỗ này, bắt vào cái đế, đế gọi là đế đỡ hay giá đỡ sứ, hay là hoặc là bắt trực tiếp vào thành tổ hay như nào đó, tùy theo cái thiết kế sử dụng của mình. Với cái sứ tụ hay sứ phát hiện điện áp này thì nó có thêm một cái điểm bắt để mà nó điểm nó có một cái bu lông đầu ra để bắt lấy tín hiệu điện áp đi ra cái bộ cảnh báo phe hay là bộ hiển thị điện áp ấy. Thì cái sứ này ấy, bản chất là sứ tụ hay là gọi là sứ tụ hay sứ phát điện áp, thì vì bên trong của nó sẽ có, nó tích hợp với lại một cái chuỗi tụ, cái tụ để nó phân áp, nó chia cái áp, chia điện áp ra. Ví dụ như điện áp đầu vào này của mình nó là 12 kV nữa ạ, thì nó sẽ qua cái tụ, nó chia áp, nó phân nhỏ ra để cái ra cái tín hiệu, để ra cái tín hiệu điện áp mà đi ra cái đèn báo hay là gì của mình, nó sẽ rất là nhỏ, nó sẽ khoảng 10 hay 12 vôn chẳng hạn. Đấy. Thì cái bộ phát hiện điện áp này thì nó có nhiều hãng, hay nhiều hãng, với mỗi cái hãng nó sẽ có một cách hiển thị khác nhau. Ví dụ có thể là nó hiển thị bằng đèn led hoặc là đèn hiển thị ở dạng điện tử chẳng hạn. Thì cái đấy là cái tùy theo mình dùng bộ nào cũng được, thì bản chất là có đầu vào của nó là giống nhau, tức là cái đầu điện áp ra của thằng này vào đi vào trong cái bộ hiển thị điện áp hay bộ cảnh báo phe ấy, thì nó là giống nhau. Đây là sản phẩm sứ đỡ thanh cái trung thế kiêm phát hiện điện áp, hay là gọi là sứ tụ phân áp chẳng hạn.
phẩm khoáng CJ hoặc là Dubai của Trung Quốc, với hình dáng mẫu mã cũng như là chất lượng lưới tốt và giá thành cạnh tranh. Sản phẩm xứ 12 kV dùng cho trong tủ điện trung thế, lắp đặt trong tủ điện trung thế. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu quý vị các bạn thấy hay, hãy vui lòng like và subscribe để theo dõi các video tiếp theo của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở các video tiếp theo.